Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Thì nên này kita video nâng thăm mình có bộ ra nè thăm bay. Ở đây này hai giang á, có hạ tiêu này và chị tiêu thăng gái nè. So nâng thăm mình sẽ đi video dâng lực sẽ có hạ tiêu này và chị tiêu khổ này nè cơ sơ bác. Video khu sụp sắp nè lăng bài thả đứ. Dâng ở đây nè thăng gái nè. So đến hai first time mà lần anh nang Guardi University hai con chỉ biết thằng phải ra khơi đến sẽ thằng gần anh vừa đến sẽ nang gần so nang thằng mình đang dừng lực thế này là được Brad Okaba đang tin hay. Này dừng ở một phía phải bên Guardi University này dừng bị thương như phải phơi này ở một nơi first gate, so Daniel dừng thang gác nữa đừng thăm nơi này làm bài thà thứ. Chúng ta Arts Building á, chúng ta exam ở bên hai nước gần, so chúng ta Arts Building này get câu hai mình bay. Bên hai đồ ngô chúng ta exam á, bây giờ cái gì area này là, so chúng ta bên social này là, gần khu chúng ta này nè, xong khu nữa mình nói xây, bây chúng ta này sẽ bơ rồi nè, so chúng ta bên hai nữa là này, bên hai nữa thằng bên đang ngồi ra bay à được. Ok, đã xin bước cả cái khi này chẳng đã xin bước pre ok đồng hồ xa thả là này sẽ bên này đang có ra đường ở đây rất ok đường chừng nào ít chấm ăn chụp bài Daniel chừng nào hay thằng pin xây bên ở Guardi University à chừng nào phụ lại này thì mình đã xây chừng khâu xí khô luôn nữa bài anh ấy chừng nào biểu hai nữa ít chấm ăn chết rồi giờ đang biểu hai nó phơi bài bài thằng pin bài chúng ta kết cô hai bye bye Guardi University.
Tên video về kỹ năng nói sai, đừng tham quan nhà để video của anh nhớ cho mình một like club and channel của subscribe club. Thank you for watching the video. Bye guys.